Hello, xin chào mọi người. Ngày mới chúc mọi người thật là vui vẻ và an lành hạnh phúc. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái loại hoa mà cực kỳ hiếm thấy nha mọi người. Đây là rất là hiếm luôn nha. Mình sống tầng tuổi này là 48 tuổi mới lần đầu tiên mới thấy cái hoa nha mọi người. Đây nha mọi người. Đây là cái hoa đinh lăng nha mọi người. Đây nha. Đây nha mọi người. Mình chưa biết có trái hay không, mình thấy nó đang nở hoa nè mọi người đó, mọi người thấy không? Mình sống mà ở đây mình trồng cũng biết bao nhiêu là năm rồi, giờ tính đi tính lại là cũng 47 tuổi rồi mọi người, bây giờ mới lấy đầu tiên mới thấy được cây hoa đinh lăng mọi người đó, mọi người thấy không? Rồi mình dẹt ra cho mọi người thấy rõ nha, không mà mọi người nói mình nói ấy. Đây là mọi người, thấy không? Trên của cái đọt nha mọi người, nó bẻ từ cái đọt ra ha. Thì thấy không? Mình thấy á, cái hoa nó nở ra nó mọi người, nó li ti lắm mọi người, nó tí tí xíu à. À, quay gần thì không lấy được nén mọi người, nó nhỏ và siêu nhỏ luôn. Thì đây là mình chỉ quay cho mọi người xem cái hoa đinh lăng nha. Có chắc là cũng mọi người cũng giống như mình thôi. Cái cũng là vài chục năm mới thấy được cái hoa mọi người. Đây mọi người thấy không? Công nhận mình mới mình ra làm cây mọi người. Đâu mình thấy nó nghẹn nghẹn đó. Mình thấy nó nghẹn nghẹn mình định dẹt lên cột thì phát hiện được cái hoa đinh lăng. Ồ, này cũng là một sự quá may mắn của mình. Lâu lắm rồi mới mấy chục năm trời mới giờ mới thấy được một cái hoa đinh lăng. Đó, mùa theo đây mới gọi là độc và lạ nha mọi người. Nếu mọi người thấy cái clip mà chúng mình quay nó hay thì mọi người nhớ ủng hộ cho chúng mình ha, một like và một share mọi người, một lượt đăng ký nha mọi người. Rồi thì video mình cũng quay ngắn thôi mà chia sẻ mọi người ha. Thôi chúc mọi người một ngày thật nhiều sức khỏe của mình ha, luôn luôn hạnh phúc. Bye mọi người, hẹn lại một hồi clip sau nha mọi người.